Sáng hôm nay trước khi đi Thái Lan các bạn ha, ghé qua đây ăn hoành thánh lá. Ôi, thơm quá trời thơm luôn, quá trời hành phi. Bánh bột nữa nè. Lương Nhữ Học quận 5. Quận 1. Dạ, Lương Nhữ Học quận 5. Thơm phức. Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 8 giờ rưỡi sáng ngày 12 tháng 4 2024. Đây, Lương Nhữ Học quận 5, sáng hôm nay đến đây 167A Lương Nhữ Học ha, ăn hoành thánh các bạn. Cái quán này anh Tâm ăn từ thời học sinh á, ngay góc ngoài đường, giờ vô đây thơm quá trời thơm không, hoành thánh nè. Cái tô cháo nè. Cho em thêm miếng luôn cái bánh bột quá ra chứ. Dạ. Bán từ mấy giờ mà giờ chứ hả? 5:40 em bán. Dạ. Khoảng 11 giờ đi hết giờ này, dọn giờ đó rồi đó. Dạ dạ. Rồi chuẩn bị vô ăn, thơm quá cho thơm. Dạ dạ. Hết đúng rồi. Còn mày ăn bánh bột bạn ăn luôn. Tô này nhiêu tiền ta? Tô nhiêu vậy? 25.000. 25.000 đồng thôi hả? Lấy cái muỗng múc cái hoành thánh kìa. Dạ. Bỏ cái máy xuống luôn đi, bỏ máy xuống luôn đi, cho dễ. Dạ. Sáng không đúng rồi sao? Rồi rồi, ok. Quyết đi con, cũng như là hồi xưa ăn từ lúc đi học quyết nó lên mình quyết dịch quyết heo nhớ không? Lâu không nhớ nhiều quyết heo rồi. Ok, chủ yếu là quyết với thịt bằm xíu không? Dạ heo. Ok, giờ heo xịt, xịt, xịt. Biết lâu rồi cảm giác là sao? Dạ ở bên lò siêu á, buổi trưa đó bán cũng được. 15-20. Ok rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ok rồi, ăn thôi. Ok. Ôi, bên trong mát mẻ, ngon. Cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ. Dạ. Bao nhiêu lâu mới quay lại đây? Đó đi học. Bây giờ bao nhiêu lâu mới quay lại đây? Chắc 20 mấy năm rồi, sinh viên tới giờ đó. Lúc ăn bây giờ còn được không? Anh đầu bạn ăn luôn mẹ. Anh nói xong, đợi chạy lại đưa anh đi. Bụng một ngày rằm mình vẫn bán ha chị? 4 mấy năm giờ giờ, dạ. Làm gì luôn á. Dạ. Không, em hỏi là mùng 1 ngày rằm bán không? Dạ, mùng 1 bánh chay. Ờ, một bánh chay, dạ rồi, mùng 1 bánh chay, qua ủng hộ chay. Đi thịt đi vậy luôn mà làm chay. Dạ, dạ. Rồi, mình ăn xong tô hoành thánh và bánh bột các bạn ha. Với giá chỉ có là một tô hoành thánh là 25.000. Còn tô bánh bột? Bánh bột 20. Bột okay. 20, nước là 25. Rồi. Anh Tâm anh nói anh ăn từ thời còn sinh viên á, đi học đạp xe từ quận 8 đến Gò Vấp. Ăn xong cái đó gọi là đến Gò Vấp cái là nó tiêu hết luôn rồi, không còn miếng gì trong người hết á. Nói chung là thời sinh viên ai cũng vậy, thời đó mình đi học thì cũng không có tiền và nhiều khi là buổi trưa có mấy ngàn đồng là ăn bữa cơm trưa là xong, là sau đó là cảm thấy đói đói á.
Bây giờ chúng ta trở về nói về tô hoành thánh các bạn và tô bánh bột. Trong hai cái tô này thì nó đều có cái điểm ngon và cái điểm gọi là mình chưa thích lắm. Đầu tiên cái chúng ta thấy đó chính là giá cả rất là mềm, có 25.000 đồng, 20.000 đồng thôi. Cái phần hoành thánh đó bên trong cái nguyên liệu mình thích đó chính là cái lá hoành thánh nấu chín, không có bị gọi là sao ta, không có bị sườn á. Đúng rồi, nó ăn vô cắn vẫn còn cảm giác là nó thành miếng miếng nguyên miếng và nó không có bị sượng. Huyết thực sự rất là ngon các bạn. Huyết đây mình cảm nhận là huyết vịt thì phải, huyết vịt thơm. Tôm khô ngon, có chút xíu tôm khô và chút xíu thịt bằm các bạn. Tuy nhiên là cái tô đó bán cho người Việt, tức là cô đó của người Việt cô làm thì cái vị nó sẽ ngọt hơn nhiều so với người Hoa các bạn nha. Các bạn lưu ý nha, thích ngọt ngọt thì ghé qua đó. Mình ăn thì mình phải vắt thêm chút xíu chanh vô và cho thêm phần ớt cay vô. Cái phần bánh bột thì bánh bột rất là béo, đậu phộng ngon. Cái phần tôm khô á, cái tôm nhỏ nhỏ, cái là tép chứ, không cái là tép. Thì cái phần đó ăn vào rất là thơm nhưng mà nó vị nó cũng là ngọt. Đúng rồi, vị nó ngọt hơn nước mắm luôn á. Nước mắm á thì được nhưng mà cái vị của cái tép khô đó đó thì nó sẽ ngọt các bạn nha. Đậu phộng ngon, hai miếng chả từ chả mỡ với chả kia mà cảm thấy là bình thường, mà cái tô đó chỉ có 20.000 đồng thôi. Nói chung là với cái giá 25.000 đồng thì các bạn có thể có được một bữa sáng gọi là tươm tất. Nhưng mà nếu mà ăn cái tô đó đó xanh niên á thì mình nghĩ là nếu mà 7 giờ sáng ăn thì khoảng độ 10 giờ gì đó là 9-10 giờ là có thể là đói lại rồi đó. Ăn hai tô thì coi như cũng 50.000. Chị chủ quán bán rất vui vẻ mà chị nói là bán trên 40 năm nha. 40 năm thì chắc là từ thời của má của chị. Giờ truyền lại cho chị đúng không? Mình có lưu ý chút xíu là cái phần hoành thánh là họ sử dụng cái phần hành phi rất nhiều các bạn. Nấu trong cái nồi á thì nó sẽ thơm đậm cái mùi hành phi nha. Ngay khu vực Lương Nhữ Học kéo qua Kiến Hòa đồ thì có rất nhiều những cái tiệm ăn ngon các bạn ha, như là Kiến Hòa Mì Gia, rồi Dim Sum Tiến Phát. Đó, có nhiều lựa chọn cho buổi sáng ngay tại quận 5. Nam chúng ta đẹp lắm.